Thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 7 năm 2024, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức trọng thể, đồng thời tại 3 địa điểm: Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tại nhà tang lễ Quốc gia, các đoàn quốc tế và nhiều đoàn tỉnh thành, cơ quan ban ngành cùng đông đảo người dân đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Malaysia do Phó Thủ tướng Datuk Seri Fadidat Yusof làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Cộng hòa Belarus do Phó Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Belarus làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp đó, các đoàn Philippines, Đảng Cộng sản Anh vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cũng trong sáng nay, đại diện một số cơ quan tỉnh thành và đông đảo người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, dành cả cuộc đời mình cho đất nước, cho dân tộc, cho lý tưởng cộng sản quang vinh.